này các em, hãy cùng nhảy Halloween với xe lửa Pop. Hãy nhảy giai điệu Halloween trên hai đôi chân đầy này, lên xuống con đường Halloween ta đi lửa hay lông. Hãy nhảy giai điệu Halloween trên hai đôi chân đầy này, lên xuống con đường Halloween ta đi lửa hay lông. Đến lúc Dracula ở đây, kênh tay bạn ở đâu, với răng nhọn của anh cùng với một lù thây ma. Đến lúc Dracula ở đây, kênh tay bạn ở đâu, với răng nhọn của anh cùng với một lù zombie. Hãy nhảy dài điều Halloween trên hai đôi chân đầy này, lên xuống con đường Halloween ta đi lửa hay lông. Hãy nhảy dài điều Halloween trên hai đôi chân đầy này, lên xuống con đường Halloween ta đi lửa hay lông. Bạn có nghe bạn bí ngô hay để cơ thể lắc lư, lắc lư để chứng minh zombie xe ở đây. Bạn có nghe bạn bí ngô hay để cơ thể lắc lư, lắc lư để chứng minh zombie xe ở đây. Hãy nhảy dài điều Halloween trên hai đôi chân đầy này, lên xuống con đường Halloween ta đi lửa hay lông. Hãy nhảy dài điệu Halloween trên hai đôi chân đầy này, lên xuống con đường Halloween ta đi lửa hay lông. Người sói chơi trò đó đi, răng nghiến qua lại với nhau, một cú đập mạnh điếng đau bật lấy một bọn bất lương. Người sói chơi trò đó đi, răng nghiến qua lại với nhau, một cú đập mạnh điếng đau bật lấy một bọn bất lương. Hãy nhảy dài điệu Halloween trên hai đôi chân đầy này, lên xuống con đường Halloween ta đi lửa hay lông. Hãy nhảy dài điệu Halloween trên hai đôi chân đầy này, lên xuống con đường Halloween ta đi lửa hay lông. Đó là điệu nhảy Halloween. Này các em, hãy gặp gỡ gia đình Halloween cùng với xe lửa Bob. Quái vật cha ơi, quái vật cha ơi, trông giống Dracula. Thấy ghê không, thấy ghê không, tôi chơi Viola. Quái vật cha ơi, quái vật cha ơi, trông giống Dracula. Thấy ghê không, thấy ghê không, tôi chơi Viola. Dracula cha thật đáng sợ. Mẹ xác ướp ơi, mẹ xác ướp ơi, trông trắng ghê. Ở lại đây, ở lại đây, tôi không căn bản. Mẹ xác ướp ơi, mẹ xác ướp ơi, trông trắng ghê. Ở lại đây, ở lại đây, tôi không căn bản. Tôi không tin mẹ xác ướp đâu. Zombie anh ơi, zombie anh ơi, anh đói không? Có bạn ơi, có bạn ơi, cho ăn phải không? Zombie anh ơi, zombie anh ơi, anh đói không? Có bạn ơi, có bạn ơi, cho ăn phải không? Tôi xin lỗi, tôi phải ở một nơi khác. Chị Phù Thủy ơi, chị Phù Thủy ơi, bạn đến đâu? Có mặt trần đến nơi đây tôi sẽ bày. Chị Phù Thủy ơi, chị Phù Thủy ơi, bạn đến đâu? Có mặt trăng đến nơi đây tôi sẽ bày. Phù Thủy chị và cây chổi của cô ấy. Là ma con em ở đâu? Phía sau đây thấy em không? Bu bu bu. Là ma con em ở đâu? Phía sau đây thấy em không? Bu bu bu. Wow, gia đình Halloween đáng sợ nhưng vui vẻ. Này các em, đó là Halloween. Xem nào,
các quái vật ở ngoài kia, bạn chỉ có một mình. Hãy hét lên thật to, ma quỷ và yêu tinh đã hiện hình khỏi cuốn sách. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát: Hello là Halloween, Hello là Halloween, Hello là Halloween, Hello là Halloween. Không khí mát mẻ và mặt trăng to khỏe, hãy bật đèn lên nhé để không bị cắn bởi ma cà rồng. Mà phù thủy thì nấu ăn, còn thấy ma thì lăn xăng. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát: Hello là Halloween, Hello là Halloween, Hello là Halloween, Hello là Halloween. Xem nào, các quái vật ở ngoài kia, bạn chỉ có một mình. Hãy hét lên thật to, ma quỷ và yêu tinh đã hiện hình khỏi cuốn sách. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Không khí mát mẻ và mặt trăng to khỏe, hãy bật đèn lên nhé để không bị cắn bởi ma cà rồng. Ma phù thủy thì nấu ăn, còn thấy ma thì lăn xăng. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát: Hello là Halloween, Hello là Halloween, Hello là Halloween, Hello là Halloween. Halloween ở đây. Ngọn lửa cháy bập bùng, âm thanh rắc rắc, tiểu vũ với bóng ma lim lạc lạc, mỉm cười bí ngô vàng sau lưng đó. Đã đến nửa đêm, trích thắc thắc, là Halloween đây, là Halloween đây. Halloween đây, là Halloween đây, là Halloween đây. Halloween đây. Coi chừng, những bóng ma và ma cà rồng ở khắp nơi. Những zombie săn mồi cùng săn môi, trò soi hú vàng vàng. Phù thủy thì cau mày, cau cau có, phải vẫn gầm gừ, gừ gừ gừ. Là Halloween đây, là Halloween đây. Halloween đây, là Halloween đây, là Halloween đây. Halloween đây. Hãy tìm cho mình một nơi an toàn tuyệt vời để trốn. Ngọn lửa cháy bập bùng, âm thanh rắc rắc, thiểu vũ với bóng ma liêm lạc lạc, mỉm cười bí ngô vàng sau lưng đó. Đã đến nửa đêm, trích thắc thắc, là Halloween đây, là Halloween đây. Halloween đây, là Halloween đây, là Halloween đây. Halloween đây. Đã đến lúc phải về nhà rồi. Hẹn gặp lại vào Halloween tới. Tạm biệt. Này các em, đó là Halloween và bóng đêm thật sự đáng sợ. M-
một mình ngủ kinh hãi trong một thùng rác tầm tối. Mặt trắng đang xoay chuyển màu trắng, cô gái nào mà quái đằng sau hộp sò rực cháy, đồng hồ mắt sợ hãi, màn đêm chuẩn bị sợ hãi. Là Halloween, là Halloween, là Halloween, bao nơi ánh sáng. Là Halloween, là Halloween, là Halloween, là zombie đang vui. Là Halloween, là Halloween, là Halloween, chúng ta làm gì tối nay? Là Halloween, là Halloween, là Halloween, chuẩn bị sợ hãi. Sương mù còn ở đó, đêm cùng mình cạc ngón tay, lũ quỷ phía sau lưng. Đúng, mặt trần bồng biến mất, đó là vì bạn sợ hãi, người chết sẽ tăng nhiều. Màn đêm chuẩn bị sợ hãi. Là Halloween, là Halloween, là Halloween, vào nơi ánh sáng. Là Halloween, là Halloween, là Halloween, là zombie đang vui. Là Halloween, là Halloween, là Halloween, chúng ta làm gì tối nay? Là Halloween, là Halloween, là Halloween, chuẩn bị sợ hãi. Các em có những giấc mơ yêu thích không? Tôi có nhiều lắm. Sô-cô-la kem vani, kem dâu này ngọt lịm. Đây những giấc mơ của tôi. Đi trên thuyền và ta bơi xuôi dòng. Đây những giấc mơ của tôi. Chiến thắng trò chơi cùng với nhóm của tôi. Đây những giấc mơ của tôi. Hát giai điệu mà tôi yêu thật nhiều. Đây những giấc mơ của tôi. Một giấc mơ đến khi tôi ngủ ở giường. Tôi quên mất nếu tôi ngủ thật sâu. Nhưng nếu mơ đó một giấc mơ thật đẹp, tôi thường nhớ đến nó và nói với mọi người, gia đình chúng tôi. Sô-cô-la kem vani, kem dâu này ngọt lịm. Đây những giấc mơ của tôi. Đi trên thuyền và ta bơi xuôi dòng. Đây những giấc mơ của tôi. Chiến thắng trò chơi cùng với nhóm của tôi. Đây những giấc mơ của tôi. Hát giai điệu mà tôi yêu thật nhiều. Đây những giấc mơ của tôi. Này các em, đến giờ đi tắm rồi. Tắm
nào các em? Nhưng em ước rồi sao? Và em sạch sẽ hơn. Nhưng em mới vừa tắm ngày hôm qua. Chúng mình phải tắm mỗi ngày bạn ơi. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi chà chà đi thôi. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi chà chà đi thôi. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bạn nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bạn nào. Chà sạch đi chúng ta hãy chà đi. Hãy cùng rửa tay. Chẳng có cục xà bông. Điều đó chẳng có sao. Và ta có nước nhiều ở đây không? Sẽ nhiều cho ta sạch sẽ ngày nay. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi chà chà đi thôi. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi chà chà đi thôi. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bạn nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bạn nào. Chà sạch đi chúng ta hãy chà đi. Gội đầu chúng ta. Chúng em muốn tóc được khô. Ô rồi sẽ khô. Lấy một chiếc khăn tóc bạn sẽ khô. Chà chà đi thôi mình sẽ sạch hơn. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi chà chà đi thôi. Bồn tắm khiến ta sạch hơn rất nhiều. Hãy tắm đi chà chà đi thôi. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bạn nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi nào. Chà sạch đi, chà sạch đi, chà sạch đi bạn nào. Chà sạch đi chúng ta hãy chà đi. Bạn có thấy vui không? Bây giờ bạn có thể đi đến trường rồi. Tạm biệt nha. Chào các em. Hãy để tôi hát cho các em nghe về bài hát cây cầu London nhé. London Bridge đang đổ xuống đó, đổ xuống đó, đổ xuống đó. London Bridge đang đổ xuống đó, một cô gái đẹp. Xây nó lên bằng gỗ và đất, gỗ và đất, gỗ và đất. Xây nó lên bằng gỗ và đất, một cô gái đẹp. Và đất sẽ rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ. Gỗ và đất sẽ rửa sạch sẽ, một cô gái đẹp. Xây nó lên bằng gạch và vữa, gạch và vữa, gạch và vữa. Xây nó lên bằng gạch và vữa, một cô gái đẹp. Gạch và vữa sẽ không chịu được đâu, không được đâu, không được đâu. Gạch và vữa sẽ không chịu được đâu, một cô gái đẹp. Xây nó lên với sắt và thép, sắt và thép, sắt và thép. Xây nó lên với sắt và thép, một cô gái đẹp. Sắt thép không bị uổng công, bị uổng công, bị uổng công. Sắt thép không bị uổng công, một cô gái đẹp.
nó lên bằng bạc và vàng, bạc và vàng, bạc và vàng. Xây nó lên bằng bạc và vàng, một cô gái đẹp. Lên đến rít đang đổ xuống đó, đổ xuống đó, đổ xuống đó. Lên đến rít đang đổ xuống đó, một cô gái đẹp. Này các bạn nhỏ, hãy đi đến sở thú với xe lửa bóp nào. Để đi và chúng mình đi sở thú với nhau nào. Đi với nhau đây, đi với nhau nào. Để đi và chúng mình đi sở thú với nhau nào. Và chúng tôi ở đó cả ngày. Chúng tôi đi sở thú, ù ù. Bạn thế nào, nào, nào. Bạn đi cùng tôi không. Chúng tôi đi sở thú, ù ù. Xem con voi với cây voi lung lung lầy, đôi tay lên với cây voi lung lung lầy. Có con voi với cây voi lung lung lầy và chúng tôi ở đó cả ngày. Chúng tôi đi sở thú, ù ù. Bạn thế nào, nào, nào. Bạn đi cùng tôi không. Chúng tôi đi sở thú, ù ù. Xem con khỉ nó gái xót xót xoạc, nhảy lên cao và gãi xót xót xoạc. Treo đuôi lên cao nó gái xót xót xoạc và chúng tôi ở đó cả ngày. Chúng tôi đi sở thú, ù ù. Bạn thế nào, nào, nào. Bạn đi cùng tôi không. Chúng tôi đi sở thú, ù ù. Một con gấu đen anh ấy dần dần rồi, chiếc áo đen của anh ấy quá nặng. Ta không nên đến đó quá gần, bạn không nên ở đó cả ngày. Chúng tôi đi sở thú, ù ù. Bạn thế nào, nào, nào. Bạn đi cùng tôi không. Chúng tôi đi sở thú, ù ù. Cầu nhỏ ở hồ kêu in 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 ỏi, bắt chu ca nó kêu in in ỏi. Hai cầu nhỏ ở hồ kêu in 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 ỏi và chúng tôi ở đó cả ngày. Chúng tôi đi sở thú, ù ù. Bạn thế nào, nào, nào. Bạn đi cùng tôi không. Chúng tôi đi sở thú, ù ù. Chúng tôi chơi cả ngày và đã buồn ngủ rồi, ngồi trên tàu và đã buồn ngủ. Sáng sáng về nhà và ngủ đi thôi nào, bởi ta đã ở đó cả ngày. Chúng tôi đi sở thú, ù ù. Bạn thế nào, nào, nào. Bạn đi cùng tôi không. Chúng tôi đi sở thú, ù ù. Chào các em! Các em đã thấy gia đình ngón tay chưa? Ngọn cài đâu rồi? Ngọn cài đâu rồi? Mình ở đây! Mình ở đây! Sáng hôm nay bạn khỏe không? Rất cảm ơn tôi vẫn khỏe. Tôi chạy đây! Tôi chạy đây!
ngọn cho đâu rồi, ngọn cho đâu rồi. Mình ở đây, mình ở đây. Sáng hôm nay bạn khỏe không? Rất cảm ơn tôi vẫn khỏe. Tôi chạy đây, tôi chạy đây. Ngọn giữa đâu rồi, ngọn giữa đâu rồi? Mình ở đây, mình ở đây. Sáng hôm nay bạn khỏe không? Rất cảm ơn tôi vẫn khỏe. Tôi chạy đây, tôi chạy đây. Hôm nay bạn khỏe không? Rất cảm ơn tôi vẫn khỏe. Tôi chạy đây, tôi chạy đây. Ngọn út đâu rồi, ngọn út đâu rồi? Mình ở đây, mình ở đây. Sáng hôm nay bạn khỏe không? Rất cảm ơn tôi vẫn khỏe. Tôi chạy đây, tôi chạy đây. Gia đình ở đâu? Gia đình ở đâu? Chúng tôi đây, chúng tôi đây. Sáng hôm nay bạn khỏe không? Rất cảm ơn tôi vẫn khỏe. Tôi chạy đây, tôi chạy đây. Xin chào các bé, chúng ta hãy nhìn vào Marie và chú cừu của cô ấy. Mary có một chú cừu con, chú cừu con, chú cừu con. Mary có một chú cừu con, chú có lòng trắng như tuyết. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, Mary đi, Mary đi. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, cô ta loan ton theo tàu. Học một ngày, chủ theo Mary đi học một ngày, như thế không đúng bao giờ. Chơi đùa cùng với bọn trẻ, chơi rất vui, cười rất nhiều. Cụ con chơi đùa cùng với bọn trẻ, vì thấy cụ con ở trường. Viên liền đội chú ra xa, đi ra xa, đi ra xa. Và sao viên liền đội chú ra xa, nhưng chú vẫn nán ở lại.
chờ kiên nhẫn ở đó. Kiên 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 nhẫn nhẫn nhẫn, chú vẫn chờ kiên nhẫn ở đó đến khi Mary ra về. Tại sao tôi thường yêu thương Mary, thương Mary, yêu Mary? Tại sao tôi thường yêu thương Mary? Trẻ con thắc mắc hỏi cô. Bởi Mary thường yêu thương cứu con, bạn ấy biết, cứu con biết. Bởi Mary thường yêu thương cứu con, cô giáo nói với học trò. Có phải Mary và chú cừu của cô rất đáng yêu không? Hẹn sớm gặp lại các bạn. Bạn đã nghe câu chuyện về ba chú chuột mù chưa? Ba con chuột mù, ba con chuột mù, xem cách nó chạy, xem cách nó chạy. Chúng nó phía sau cô nông dân kia, ai đã cắt đuôi bằng con dao sắc nhọn. Một cánh như thế trong cuộc sống của bạn là ba con chuột mù. Chuột mù, ba con chuột mù đã kiểm tra mắt nó, đã kiểm tra mắt nó. Bác sĩ cho chúng một chiếc kính đeo vào và chúng bỗng nhìn nhìn mọi thứ rõ ràng. Cảm ơn bác sĩ và chia tay mọi người là ba con chuột mù. Ba con chuột mù, ba con chuột mù, chúng đã trở về nhà, chúng đã trở về nhà. Chúng nó phía sau cô nông dân kia, cô ấy lanh quanh và la hét thật nhiều. Chuột đã giấu đi con dao sắc của nàng là ba con chuột mù. Chuột mù, ba con chuột mù, chúng đã mua thuốc kem, chúng đã mua thuốc kem. Chúng bôi thuốc kem và chúng hát một bài, và chiếc đuôi kia lại mọc ra thật dài. Chuột đã rất vui và hạnh phúc thật nhiều là ba con chuột mù. Đó là một câu chuyện kỳ lạ. Hẹn gặp lại bạn lần sau. Hãy học cách chuẩn bị sẵn sàng vào buổi sáng với xe lửa Bob. Đây là cách mà tôi đánh răng này, tôi đánh răng này, tôi đánh răng này. Đây là cách mà tôi đánh răng này.
sáng sớm hay làm bạn ơi. Đây là gạch mà tôi giữa mặt này, tôi giữa mặt này, tôi giữa mặt này. Đây là gạch mà tôi giữa mặt này. Sáng sớm hay làm bạn ơi. Đây là gạch mà tôi trải mai đầu, tôi trải mai đầu, tôi trải mai đầu. Đây là gạch mà tôi trải mai đầu. Sáng sớm hay làm bạn ơi. Đây là gạch mà tôi sẽ mặc đồ, tôi sẽ mặc đồ, tôi sẽ mặc đồ. Đây là gạch mà tôi sẽ mặc đồ. Sáng sớm hay làm bạn ơi. Gạch mà tôi sẽ đến trường, tôi sẽ đến trường, tôi sẽ đến trường. Đây là gạch mà tôi sẽ đến trường. Sáng sớm hay làm bạn ơi. Này các em, hãy nhìn vào những bông hoa oải hương màu xanh tuyệt đẹp. Oải hương xanh dương thật tuyệt vời, là màu xanh của hoa, là vua tôi đây, và khi đó bạn sẽ như nữ hoàng. Nào ai nói thế, thật tuyệt vời là ai nói thế đó. Từ tớ cảm thấy ở sâu trong tận trái tim của mình. Bạn thân yêu ơi, thật tuyệt vời vì chúng ta bên nhau. Cào kia trên tay bạn là chia ba đó mà. Cào ít có khô, thật tuyệt vời là được ăn chút ngô. Nào chúng ta nên hãy cùng nhau giữ ấm thân thể mình. Bạn ôm phải không, nghe rất buồn vì điều không mai đó. Bạn sẽ chưa khói nhưng mà bạn phải luôn luôn nguyện cầu. Nào ai nói thế, thật tuyệt vời là tại sao như thế. Bạn có thể uống khi bạn thấy mình khát khô đó mà. Oải hương xanh dương thật tuyệt vời là màu xanh của hoa. Là vua tôi đây, và khi đó bạn sẽ như nữ hoàng. Nào ai nói thế, thật tuyệt vời là ai nói thế đó. Từ tớ cảm thấy ở sâu trong tận trái tim của mình.